Thưa quý vị, tối qua ngày 31 tháng 12, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung đã đến dự hội nghị khóa sổ thu chi ngân sách nhà nước thành phố Đà Nẵng năm 2020 cùng ngành tài chính thành phố và các quận, huyện. Tính đến 18 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 23.600 tỷ đồng, đạt 76,32% dự toán giao. Trong đó, số thu nội địa đạt gần 19.350 tỷ đồng, đạt trên 72% dự toán. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 4.200 tỷ đồng, vượt gần 3% so với dự toán. Số thu ngân sách nhà nước tại 7 quận huyện đạt từ 51% đến 63% dự toán. Chi ngân sách nhà nước năm 2020 đạt 28.490 tỷ đồng, trong đó chi từ nguồn ngân sách địa phương gần 14.400 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển gần 11.000 tỷ đồng, chi thường xuyên 3.300 tỷ đồng. Tính đến thời điểm khóa sổ năm tài chính năm 2020, tồn quỹ ngân sách thành phố gần 14.900 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, năm 2020 là một năm đầy khó khăn của nền kinh tế. Để đạt được kết quả này là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là ngành tài chính thành phố và các địa phương đã tham mưu cho thành phố xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế ngay từ quý 1, qua đó chủ động trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, quản lý chi ngân sách tiết kiệm, nguồn thu khó khăn nhưng thành phố cũng đã cân đối ngân sách, đảm bảo cho đời sống nhân dân, an ninh quốc phòng và tổ chức các sự kiện lớn của thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu năm 2021, ngành tài chính, các quận huyện tiếp tục nỗ lực bắt tay thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Thành phố cũng sẽ có các chương trình chuyên đề cụ thể để khôi phục tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu và tiếp tục tinh thần chi tiết kiệm.